cao thủ Why Not này. Hôm nay là series soi cao thủ này. Rồi, tiếp tục cho anh em này. Một cái Long Văn 80 à, ngoại thủ nội công thuần nội này. 226 bằng phách 191. Cái này là Hoàng Nguyên. Đây là một cái né tránh 99 thân pháp mà chạy. Thiên ẩn là hỏa công, rất tiếc là hút máu. Chắc là đây trận khí vụ thôi chứ boss như này tại sao được hút máu được đúng không anh em? Một cái mạo giáng sinh hạnh phúc à chà. Kinh điển. Rồi Kiên này. Quyền này, cú xem đồ của boss. Anh em nhìn đồ của boss này. Một cái trùng lâu đời kinh điển. Vệ Lâm Thánh Lý dòng 9293. Cái này là Hỏa Nguyên. Thanh niên này chắc chơi Hỏa Nguyên đây. Trùng lâu giới, trùng lâu quy, hai trùng lâu quy. Cái này rất tiếc là nó trùng mất hiệu lực. Nếu mà cái này là một trùng lâu quy, một trùng lâu ngọc, và cái này trùng lâu giới với trùng lâu triệu thì sẽ thành 4 hiệu ứng. Thêm cái này là 5, thêm những cái liên là 6, 6 hiệu ứng. Để xem nó bỏ hồn cho nào. Bỏ hồn là 230, 430, 390. Trùng ác này khá là khủng. Cùng với trùng này. Cái này nếu mà nói thật thì anh em biết vì sao cậu đang úp khá đấy không? Tại cậu chơi tiêu do tanh. Cái khái niệm tiêu do tanh ấy thì không nhiều người hiểu, không nhiều người biết. Anh em nào chưa biết thì xem lại cái video trước là tiêu do tanh là như nào này. Là nhiều phản phát quy chân này. Tiêu do tanh ấy nó sẽ úp như một nam nhi luôn. Và nó đi PK như một thằng từng cái bang bao giờ ở trên đầu. Tiêu do tanh khỏe lắm, nó cố động. Nó lên nó xóa nổ pha 6 thằng bị tấn công. Nó lăng ba về pha thì là mất tích, không ai bắt giữ nó. Hơi đưa nó ố khá như này. Mấy thằng boss mà máu phải tiêu do tanh này. Nó tanh cho ba này, tuyệt vời luôn.